Xin chào tất cả các em học sinh lớp 9. Như vậy thì trong clip trước thầy đã hướng dẫn xong cho các em ở bài số 3, gọi là cái phần lý thuyết đúng không nào? Thì trong clip hôm nay thầy tiếp tục hướng dẫn cho các em ở phần bài tập. Thì trong phần bài tập này nó có 4 bài các em ạ. Bài nó cũng khá là dài, từ bài 11 cho tới cái bài 14. Như vậy thì thầy trong clip này thầy sẽ tiến hành giải cho các em ở hai bài, bài 11 và bài 12. Trong clip sau thầy sẽ giải cho các em ở bài 13 và bài 14. Thầy nói như vậy để cho chúng ta dễ theo dõi nha các em nha. Họ bị hụt hẳn chứ không, nói bảo tới 312 muốn xem nữa mà không có xem. Nghĩa là thầy sẽ chia nhỏ ra và thầy giảng nó kỹ hơn ha. Rồi chúng ta có 311 nha. Đưa các phương trình sau về dạng là AX mũ 2 cộng BX cộng C bằng 0 và chỉ rõ các hệ số ABC nha. Bây giờ chúng ta đưa về cái dạng này thì chúng ta phải sử dụng là chuyển vế đổi dấu. Nghĩa là sau đó chúng ta nhóm những cái đơn thức đồng dạng lại. Giống như của cái năm học lớp 7 các em. Sau đó chúng ta chỉ nó về được cái phương trình này rồi. Sau khi về phương trình này rồi thì chúng ta xác định hệ số ABC. Hiểu chưa nào? Rồi chúng ta có câu A. 5x mũ 2 cộng 2x bằng 4 trừ x. Thì đây chúng ta nên chuyển cái vế bên phải này qua hết bên vế bên trái và đổi dấu. Sau đó cái vế bên phải này còn lại số 0 nha các em nha. Rồi. Chúng ta tương đương 5x mũ 2 cộng 2x. Khi chúng ta chuyển thì đặt dấu trừ và cho hết cả cái máy này ở bên đây, bên vế bên phải qua bên đây và bỏ trong ngoặc nha các em nha. Chúng ta nhớ nhé. Rồi, chúng ta tương đương tiếp. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành bỏ dấu ngoặc. Ở đây dấu cộng thế nào? Người ta không ghi nghĩa là dấu cộng, trừ cộng thì thành trừ 4, trừ trừ là thành cộng x này bằng 0. Thì ở đây chúng ta đã biết cách đồng mũ 2. Đồng dạng rồi. Như vậy thì 2 cộng 1 là bằng 3x trừ 4 bằng 0. Sau khi chúng ta đưa về những này rồi thì chúng ta sẽ tiến hành xác định cái hệ số của nó nha. Như vậy thì cái hệ số chúng ta cần tìm đây, hệ số A ở đây là bằng mấy? Bằng 5 này. B dễ rồi đúng không? B là bằng 3, C chúng ta là bằng âm 4. Xong câu A nhé. Em có hiểu không? Được chưa? Rồi chúng ta đi sang câu B nha. Thầy gấp giấy rồi các em nha. Cứ làm câu nào rõ ràng câu nấy các em ạ, cho nên dễ hiểu. Rồi. Ta có câu B. 3 phần 5 x mũ 2 cộng 2x trừ 7 bằng 3x cộng 1 phần 2. Đó. Thì đối với cái bài này thì chúng ta cũng làm tương tự, chúng ta dồn hết phía bên phải này qua bên đây và đặt dấu trừ cho vào trong ngoặc và bên đây xuất hiện số 0 nha. Chúng ta tương đương là 3 phần 5 x mũ 2 cộng 2x trừ 7 trừ nè. Hoặc là chúng ta đổi dấu luôn đi, làm nhanh luôn nha các em nha, nhanh một bước nữa, khỏi cần bỏ ngoặc nha. Đây cộng này, người ta không ghi nghĩa đây là dấu cộng này, cộng nha, cộng chuyển thành trừ này, cộng nha chuyển thành trừ này. Đó, cứ chuyển vế thì phải đổi dấu. Bây giờ thầy sẽ làm nhanh như vậy luôn nha. Chúng ta tương đương ở đây 3 phần 5 x mũ 2 cứ để đó. Ở đây anh em đây đồng dạng này, cộng 2 mà trừ 3, cộng 2 trừ 3 thì bằng trừ 1, nghĩa bằng trừ x. Trừ 7 với trừ 1 phần 2 đây nhân lên 14 bằng âm 15 phần 2. Cái này chúng ta tính nhẩm được đúng nào. Như vậy thì bây giờ cái hệ số ở đây, hệ số này mình thấy A đã bằng là gì? 3 phần 5 này. B của chúng ta đây người ta không ghi ở đây, thầy cũng ghi ở đây, đó chính là số mấy? Âm 1 đúng không? C chúng ta là bằng âm 15 phần 2. Được chưa? Đó. Bây giờ chúng ta đi làm câu C nhé. Ta nhìn xíu đấy. Rồi chúng ta có câu C. Có là 2x mũ 2 cộng x trừ căn 2 của 3 bằng căn 2 của 3 x cộng 1. Rồi thầy chuyển vế đổi dấu, cứ vế bên trái này là cứ giữ nguyên hết nha, chuyển vế phải thôi. Mà giữ nguyên thì chúng ta sẽ ghi lại giống y xì như vậy chứ chúng ta không có đổi về dấu. Để cộng đúng không? Chuyển thành trừ nè. Cộng chuyển thành trừ. Vậy thôi. Như vậy chúng ta tương đương tiếp. Ở anh em không có ai đồng dạng hết. Ở đây các em thấy này, x ở đây là 1 nè, ở đây là số 1 nhá. Đây số 1, ở đây là âm căn 2 của 3, ở đây x,
thầy sẽ đặt x ra chung, bên trong này còn 1 trừ căn 2 của 3. Có được không nào? Trừ căn 2 của 3 trừ 1 rồi bằng 0. Tới đây thì nó đã có cái dạng này rồi, nên chúng ta sẽ tiến hành tìm cái hệ số của nó. Như vậy cái hệ số ở đây là A chúng ta là bằng 2 này, B chúng ta là bằng 1 trừ căn 2 của 3 này, và C chúng ta là bằng âm căn 2 của 3 này trừ 1 này. Được chưa? Vậy thôi. Rồi, chúng ta đi sang câu câu D nhé. Nhìn một xíu ở câu C đây nè. Từ khi mà làm cho các em tốn giấy A4 của thầy ghê luôn đấy em. Nhưng mà thầy đã chấp nhận, thầy phải chịu. Có đúng không nào? Thầy phải chịu. Không một lời than vãn gì hết. Câu D. 2x mũ 2 cộng m mũ 2 bằng 2m trừ 1 x. Thì trong đó người ta nói là m là một hằng số ha. Như vậy thì ở đây, ở cái câu D này, chúng ta không cần phải nhân ra đâu, mà chúng ta chuyển luôn nha. Ta chuyển cái vế bên phải qua luôn. Chúng ta chuyển thì ở đây là x mũ 2, thì tốt nhất là nên để x ở đây. Như vậy nó sẽ trừ m trừ 1 ở đây x này cộng m mũ 2. Tới đây nó đã xuất hiện cái phương trình rồi. Thì chúng ta sẽ tiến hành ghi cái hệ số ở đây. Hệ số ở đây. Như vậy thì hệ số A ở đây là bằng 2 này. B sẽ bằng là âm 2 nhân m trừ 1 này. Không? C chúng ta là bằng m mũ 2 này. Được chưa? Nó chỉ đơn giản như vậy thôi em. Rồi, chúng ta sẽ đi sang bài 12 nhé. Rồi, chúng ta có bài 12. Giải các phương trình sau. Câu A, x mũ 2 trừ 8 bằng 0. Đó. Rồi, thầy đẩy lên để thầy kê cho nó dễ các em ha. Đó. Thì đây là nó dạng là khuyết B. Khuyết B thì theo thầy thì nên đưa về hạng thức số 3 ha. Thì ở đây chúng ta tương đương là x mũ 2 trừ cho căn bậc 2 của 8 mũ 2 bằng 0. Mà căn bậc 2 của 8 mũ 2 á, thì chúng ta tương đương hàng qua hàng thức số 3 là trở thành x trừ căn 2 của 8 nhân cho x cộng căn 2 của 8. Thầy đang cảm ơn. Rồi. Nên ta suy ra ở đây là gì? X trừ căn 2 của 8 bằng 0 và x cộng căn 2 của 8 bằng 0. Ta tương đương tiếp. Vậy x sẽ bằng chuyển vế thì đây là căn 2 của 8. Căn 2 của 8 thì bằng 2 căn 2 căn 2 này. Đây x sẽ bằng là gì? Âm căn 2 của 8 thì sẽ bằng âm 2 căn căn 2. Ta trả lời vô. Vậy phương trình có nghiệm hay là S thưa em? S sẽ bằng là 2 căn 2 của 2 hoặc là âm 2 căn 2 của 2. Chúng ta sử dụng S ra tập nghiệm cũng được, mà trả lời bằng chữ cũng được. Vậy phương trình có hai nghiệm x1 bằng 2 căn 2 của 2, x2 bằng âm 2 căn 2 của 2. Vậy thôi. Được chưa? Chúng ta đi sang câu B nhé. Hãy nhìn xíu đây. Rồi, chúng ta có câu B. Đây. Câu B chúng ta làm tương tự các em ha. Câu B chúng ta có là 5x mũ 2 trừ 20 bằng 0. Thì đấy này nha. Như vậy ở đây chúng ta nên chưa chưa nên đưa về liền, mà chúng ta nên chia hai vế cho 5 ha. Như vậy khi chia hai vế cho 5 thì đây số 5 thì mất đi, trở thành x cùng 2. 20 chia 5 thì bằng 4 ha. Thì ở đây 4 thì thầy sẽ đưa nó về 2 mũ 2 bằng 0, và này rất là dễ ha các em ha. Thì ở đây thầy sẽ đưa về trở thành là x trừ 2 nhân cho x cộng 2 bằng 0. Vậy thôi. Như vậy thì ở đây chúng ta suy ra ở đây là x trừ 2 bằng 0, ở đây là x cộng 2 sẽ bằng 0. Chúng ta tương đương ở đây là gì? Một nghiệm là x sẽ bằng 2, một nghiệm sẽ bằng x trừ trừ 2. Chúng ta kết luận ở tập nghiệm ở đây, vậy s sẽ bằng 2 trừ 2. Được chưa? Có hai nghiệm em. Được chưa nào? Chúng ta đi sang câu C nhé. Hay thì nhớ click quảng cáo ủng hộ thầy và chia sẻ với thầy nha.
Rồi. Rồi câu C. Câu C chúng ta là x 0,4 x mũ 2 cộng 1 bằng 0. Thì đây chính là cái phương trình bậc 2 một ẩn. Nhưng mà các em để ý thầy cái phương trình này nó như nào so với số 0 em? Nó luôn luôn lớn hơn 0 các em ạ. À. Vì cái 0,4 x mũ 2 này này, bản thân cái này lớn hơn 0 này. Số 1 này nó cũng lớn hơn 0. Đúng không? Tại vì mọi số âm và dương khi thế vào đây nó đều ra số dương hết các em ạ. Mà ở đây có 0,4 nữa, như vậy 0,4 nhân ở đây đây lớn bằng 0 các em ạ. Thì loại cái này lớn bằng 0 nha. Còn trường hợp nó bằng 0 nữa ha. Nên ở đây chúng ta tương đương là 0,4 x mũ 2 khi cộng với số 1 thì chắc chắn nó sẽ lớn hơn 0. Như vậy thì chúng ta không thể nào tìm một cái nghiệm nào đó mà cộng với số 1 này nó bằng 0 được. Như vậy thì với mọi x chúng ta trả lời không? Vậy với mọi x phương trình để cho vô nghiệm, nghĩa là chúng ta không tìm được một cái nghiệm nào nữa các em ạ. Được chưa? Chúng ta đi sang câu D nhé. Rồi chúng ta có câu D. 2x mũ 2 cộng căn 2x bằng 0 à. Như vậy ở đây các em thấy đây là cái dạng khuyết C, nên ta đưa nó về phương trình tích thôi các em ha. Như vậy ở đây chúng ta thấy là đặt cái gì ra chung, đặt cái x ra chung nó nè. Bên trong này còn là 2x cộng căn bậc 2 bằng 0. Nên chúng ta cũng suy ra ở đây là một nghiệm là x bằng 0, lại là 2x cộng căn 2 bằng 0. Chúng ta tương đương tiếp. Đây x bằng 0. Đây là x sẽ bằng là âm căn bậc 2 trên cho 2, cái đúng nào? Vậy chúng ta biết tại sao âm, tại vì chúng ta chuyển đây qua được là thêm nhau trừ nha. Vậy s sẽ bằng ta đây là 0 với lại là như này. Được chưa? Ngứa cổ, bệnh cảm cảm ngứa cổ mệt em. Ta đi sang câu E luôn nha. Thầy viết cái đề bài chỗ đây luôn. E làm giống câu D ha. Âm 0,4 x mũ 2 cộng 1,2 x bằng 0. Được chưa? Ở đây chúng ta đặt cái gì ra chung em? Tại vì cái âm 1,2 này chia hết cho 0,4 nên thầy sẽ đặt là 0,4 x ra bên ngoài chung luôn, bên trong còn lại là âm x cộng đây là cho 3 thì bằng 0, có đúng không nào? Thế nào đó, chúng ta tương đương ở đây. Thầy nói suy ra đi. Suy ra 0,4 x sẽ bằng 0 với lại là âm x cộng 3 sẽ bằng 0. Chúng ta tương đương ở đây là x ở đây sẽ bằng 0 chia 0,4 thì x này bằng 0 và x này sẽ bằng 3. Đó nè, tại vì chuyển vế vào đây đổi dấu thì bằng 3. Như vậy là như vậy s sẽ bằng 0 0 3 d về y nè em. Ok con về chưa? Tới đây thầy xin tạm dừng. Nếu các em cảm thấy hay và dễ hiểu thì giúp thầy click quảng cáo, chia sẻ các bạn và nhớ like, comment một cách tích cực giúp thầy nhé. Cảm ơn các em là luôn luôn tin tưởng và đồng hành cùng thầy và cô. Xin chào, hẹn gặp lại các em trong clip tiếp theo, đó chính là bài 13, 14 nhé.